Kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển xin mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Mình mến chúc bà con và các bạn một ngày xem kênh thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Sau những cái giờ làm việc hết sức là mệt mỏi, thì hôm nay mình có trở lại một cái khu vườn hoa giấy rất là rực rỡ, nhiều hoa nha bà con, nhiều loại luôn. Cây thì mỗi dáng mỗi cây khác biệt nhau về màu, rồi gốc phôi, kích thước đủ size đủ cỡ hết bà con ơi. Thì để mà giao lưu với bà con thì mình cũng chia sẻ một cái khu vườn rất là tuyệt vời để bà con mình cũng biết đến và có thể giao lưu. Số lượng sỉ lẻ thì bà con cũng chạy đến vườn sẽ tiện hơn. Rồi mình cùng gặp một ông anh rất là quen thuộc trong những clip trước, thì anh Giang sẽ cho bà con biết sơ sơ về khu vườn, rồi cái một số hoa thì cần thiết anh Giang sẽ đo thông số để báo giá cho bà con mình nắm luôn ha. Rồi chào anh Giang. Rồi chào bà con miền Tây Bắc, chào anh Liên Nguyễn Hoa Kiển ạ. Đây cả nhà xem tham khảo vòng vòng những vườn hoa giấy cả nhà. Rất là nhiều màu sắc, nhiều dạng. Như đây là chỗ tím tuyết cả nhà. Tím tuyết nè ha. Cái khu bên đó là mấy cái tím Pháp, cẩm thạch tím Pháp, rồi rất là nhiều luôn bà con ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bà con, ví dụ như cần liên hệ giao lưu thì mình cái giá sao mình chia sẻ luôn ha anh Giang. Như giống như trên clip mình báo giá vậy đó. Như cây này ha. Okay. Cũ đế đã ha. Như cái cổ nhỏ, này là cổ nhỏ nha, 8. Cổ nhỏ 8 nhưng mà cái vành đế khủng ha. Vành đế này nó tới 37 lận. Cao ở đây là 1 mét cả nhà. Cái này ấy rất dữ thần lắm ha. Phóng ra. Thì mấy cây này thì mình định giao lưu với cái giá nó chung chung khoảng nhiêu anh? Chung chung tầm như 500 550 nghe cả nhà. 500, tùy 550. Theo gốc, ship ha. Có gốc 700 800 có tùy theo gốc. Cho trong cái clip này chia sẻ rất nhiều, mình không có báo số cho nên là không có mã số, bà con cũng ước lượng rồi cái mình tham khảo nghe bà con. Nó kích cỡ và cái gốc ha, tùy theo gốc nữa. Cỡ tùy theo gốc nữa. Rồi mình đi dài vô trong kia đi anh ơi. Lá ngọc cành vàng nữa kìa. Quá trời rồi. Thời tiết thì nó nắng, cây thì nó chịu nắng nha bà con. Đúng rồi, cái hoa giấy thì chịu nắng. Nhưng trong quá trình đi đóng gói thì nó mình cũng phải bó buộc lại, thì nó cũng phải đi nó lắc á. Cũng phải rụng một mớ lá mới hoa cả nhà. Lá. Như để không gì ở nhà tự gấy nó cũng già, nó cũng rụng nha cả nhà. Cẩm thạch tím Pháp. Đó, rồi ví dụ như này đỏ lửa nè. Để tím lửa chứ. Tím lửa. Đó, cũng khoảng chừng bao nhiêu cây vậy đây? Như cây về tầm như 450k, 500k vậy đó. Tầm quân bình vậy. Chia sẻ dài dài vô bên trong. Kim cương nè, trời ơi. Quá trời ha, cái này cũng đẹp nữa nè. Có giá luôn không? Dạ. Quá trời nhiều luôn nha. Đó, đủ loại, hôm nay mình chia sẻ cho bà con cái khu vườn để bà con tiện liên hệ nha. Có cần cái giống nào thì bà con liên hệ với anh Văn Giang. Rất là nhiều luôn. Đỏ lửa tím lửa, đỏ lửa, cái màu hơi ná nhau dễ lộn luôn bà con. Đúng rồi, nhìn trá nắng nữa là thua. Rồi này bà con nào mà yêu mến cái loại mà gốc ta giấy ta thì đây. Cẩm thạch đâu gì tím tuyết ghép vô phôi giấy thường. Rồi má lai, có cây má lai nữa nè, nó nhiều lắm nha. Bên này nữa nè, mã lai thì bông chùm nữa nha. Tím mã lai bông quá trời, bông chùm không à. Cái này cũng dao động có khoảng 300-400 vậy ha anh? Đúng rồi, dao động từ 300-500. Quá trời ha, rất nhiều. Một này nữa nè, như tại vườn, lại tại vườn có giá sỉ thì nó rẻ nha cả nhà, rẻ hơn là cước khiếp nữa. Đó, đây thì hồng sakura, mình gọi nhớ cái tên nó là sakura thôi, đủ loại rồi ha. Đỏ lửa nè ha. Cái này là hoa vàng cả nhà. Hoa vàng cái này bà con ở đây chia sẻ luôn nè, nó muốn rụng rồi. Mình chia sẻ với bà con ha, mình nhiều khi mình đụng tay nó cũng muốn rụng luôn rồi, chứ chi mình vận chuyển rồi mình để trong, mình gói trong một cái thùng giấy rồi đó, nó sẽ ẩm, nhiều khi nó rụng bớt nữa. Như nhánh nhiều vậy thì như nhánh nhiều mà xương nhỏ nhỏ thì về khi mình bóp lại nó gãy chút đỉnh nhánh nhỏ nhỏ đọt ngoài á. Cái đó là không sao, như mình khỏi cuôn
Vì nhà mình mà rụng hoa mình cuốn cho nó đặt lại thì nó đặt sau nó ra gỗ mà nó dày tàn hơn, kín hoa hơn. Đó. Nó đẹp hơn. Đây, cam lửa. Cam lửa. Đỏ lửa, cam lửa, áp tím, tím rực cái trên, tím đậm luôn. Cây tím pháp này quá trời được rồi bà con ơi. Nó bông nó tư đẹp thế nha. Cẩm thạch tím pháp quá trời. Đó, dài vô đây thì xài nó lớn hơn, ghép 3 màu, 4 màu. 3 4 màu lửa thôi nha. Bà con mình thường hay giao lưu mấy màu lửa, 3 4 màu lửa vậy là đây nè. Đó, để mình đi sâu vô thăm một chút. Khi mà bà con nhận cây thấy mà lá nó rụng đọt, nó bông nó rụng nhiều quá, bà con đừng có nhốt ruột nha, đừng có tiếc, tại vì bông giấy nó chịu hạn rất là cao. Như hiện tại giờ cái đất nó rất là khô mà đang nắng chang chang vậy nè, cũng không cần tới luôn nè bà con ha, này đất nó khô rang luôn vậy nè, lên bụi nè, nó lên bụi luôn, cho nên là đừng có ngại gì vấn đề. Nó cái gì hà cái gì, qua nó già vậy, vài bữa em cũng cắt hết nha, cắt làm tàn cho nó đặt lại, chuẩn bị hoa mới rồi. Hồng phấn sakura. Như mấy này là em để tàn bông em cuốn lại nó đang ra lại ha. Hoa non ha. Hoa non lại chưa gỗ. Rất là nhiều nha. Khi mà bà con nhận hàng thì cứ bình thản, đừng có nhót ruột, không sao hết. Đợt bông này không có thì những vài tháng, vài tuần sau nó ra được bông mới bà con ơi. Hoa giấy dễ sống, không có thấy đâu. Trắng nè. Tinh luôn. Đây ngũ sắc gốc ta cả nhà. Ba bốn màu. Quá trời luôn nè. Vô đây thì nó cây nó to hơn. Nhiều size, nhiều kích cỡ ha. Đúng rồi. Này nè, size nhỏ cũng có nữa. Bên kia thì ghép phôi đủ thứ hết. Vườn thì rất là quy mô nha. Đó, bà con thấy không? Khu vườn rất là khủng khiếp. Đỏ lửa, cam lửa gì thôi. Đây này ghép nhóc màu hết. Ghép có cái đỏ lửa nè, tím lửa nè, rồi cái gì tím tiết nè, rồi cam lửa nè. Tổng hợp luôn bà con ơi. Tím tiết, đỏ lửa, cam lửa, ba màu. Rất là nhiều ha. Trời ơi, cái này tàn tròn. Rồi, mình chia sẻ ngoài sau xíu xíu nữa đi. Tới cái nhà ấy phôi để ghép nè cả nhà. Ghép phôi. Đây là cái chỗ ghép nè bà con. Khi ghép mà vô bọc nó ra tàn, mở ra được tàn đặt cái là trong một quá đó, trình nó lâu lắm nha cả nhà. Dạ. Khi mà trồng đất bứng lên á, bứng lên mình vô chậu cho nó tỉnh khỏe mới ghép. Ghép mà cho nó dính này và cái mình tháo bọc và nuôi vậy á, lâu lắm mới được cái tàn. Từ từ mới đưa ra nắng nữa ha. Ừ. Mô hình vậy đó. Rồi mình qua bên này nữa đi. Nhiều lắm bà con ơi, cây này thì cao hơn nữa, cây tới 1 mét mấy, 1 mét rưỡi. Cái cây này là để như khách có xe vô á, lá cái xe tới chỗ. Cam lửa. Mấy cái này chủ yếu là để mình cắt bo được nữa nè ha. Mình lấy giống, nhân giống. Có mấy gốc này vậy nữa nè cả nhà. Rồi mấy gốc ghép Ấn Độ được nữa nè, đủ hết, rất là nhiều. Vườn thì mênh mông. Như có vỏ mà hôm ngủ sắt vậy thì cũng có nữa nghe cả nhà. À, có mấy cái sọt mà tháp á bà con. Ừ. Giá chừng sao đây anh Giang? Này ha. Cái này như ghép ngủ sắt vậy thì tháp vậy đó. Ừ. Nó tháp vậy nghe cả nhà. Đó. Ba màu có, 4 màu, 5 màu có. Mình tính sao. Báo luôn đi. Này như một như 200 một chậu à. Cây này cao ha. Ừ. Cao mét hơn. Cao cả mét ngoài, tầm tầm cũng bình mét. Đó. Rất nhiều, đợt này nó không có bông rộn mà con. Trắng là trung. À, trắng siêu bông chứ. Không được. Quá trời nhiều trời. Ôi đây, một cái loại hoa cũng rất đẹp nè, cẩm thạch. Cẩm thạch xưa. Này là xưa nha cả nhà. Dòng này thì nó ít hoa hơn mấy dòng mới. Đúng rồi. Cẩm thạch xưa, lá tím nha. Bông tím. Rất rất là đẹp luôn bà con ơi. Cam nữa nè. Rồi thôi mình
tạm chia sẻ cho bà con xem cái dạo quanh một cái khu vườn để bà con mình cùng chiêm ngưỡng ha. Rồi có yêu mến thì cứ liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình, mình gặp trực tiếp anh Giang để có cái giá cụ thể hơn, hoặc là còn cần hình ảnh thì qua Zalo cái chi tiết em mà giao lưu. Còn nếu không, bà con sẽ xem trên những cái clip mà đã chia sẻ có mã số cụ thể, bà con cứ chọn mã số rồi chốt đơn. Rồi cũng kết chúc bà con buổi xem clip thật là vui vẻ, sảng khoái. Nếu bà con có đam mê yêu mến thì hãy đăng ký kênh để bà con cập nhật những clip mới nhất mà Liên Nguyễn vừa đăng lên là sẽ có ngay để bà con mình biết được cái giá và nhà vườn bán những gì cần giao lưu. Rồi chào bà con, hẹn gặp lại bà con những clip khác nha. Bye bye bà con. Cũng rất là cảm ơn anh Giang đã chia sẻ trong những thời gian qua. Rồi chào anh Giang nha. Rồi hello, chào bà con, hẹn gặp bà con những clip sau. Rồi chúc bà con một ngày sau clip vui vẻ nha. Bye bye bà con, chào bà con.